nhiều trường hợp đến bệnh viện chậm trễ khiến gia tăng nguy cơ tử vong do không được can thiệp điều trị kịp thời. Vừa rồi là những thông tin dân sinh xã hội và nối tiếp sẽ là chuyên mục thế giới giao thông. Thưa quý vị và các bạn, những chiếc xe buýt tuyến số 8 khét tiếng của Bangkok được người dân địa phương gọi bằng cái tên những con quỷ màu hồng, với chúng thường xuyên đi với tốc độ kinh hoàng, lạng lách đánh võng trên phố. Sở dĩ như vậy là bởi các tài xế của tuyến xe buýt này cố gắng chở nhiều hành khách nhất có thể, bởi họ được chia một phần tiền bán vé cho mỗi hành trình. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này trong chuyên mục thế giới giao thông ngay sau đây. Thế giới giao thông. Một chiếc xe buýt thủy hồng lao vun vút trên con phố đông đúc của Bangkok, hung hãn vượt qua những chiếc xe tiếp khách, ô tô và xe máy, và may mắn tránh được va chạm chỉ trong gang tấc khi nó giảm tốc độ để đón khách trước khi quay trở lại dòng xe cộ đông đúc của thủ đô Thái Lan. Chào mừng bạn lên chuyến xe buýt số 8. Nổi tiếng ở thủ đô Thái Lan, tuyến xe buýt số 8 đã sản sinh ra các bài hát ngại như đoạn phim lan truyền trên TikTok hay YouTube, thậm chí là còn có hẳn những series phim dài tập theo phong cách Fast and Furious. Giờ đây, những chiếc xe buýt chạy diesel đang dần bị loại bỏ và thay thế bằng những mẫu xe điện sạch hơn. Tai tiếng của việc di chuyển với tốc độ kinh hoàng của những chiếc xe thủy hồng cũng phản ánh những khó khăn của các tài xế khi hàng ngày phải chạy đua để hoàn thành tuyến đường của họ càng nhanh càng tốt. Anh Anisat Somi, người đã lái chiếc xe buýt nóng được ở đây là một xe không điều hòa từ một cửa sổ trong suốt một thập kỷ qua, cho biết. Hiện ở Thái Lan có khoảng 60 xe buýt như vậy hoạt động trên tuyến đường dài 30 km với mức phí là 10 bạt một hành khách, tương đương là 0,27 USD. Đi theo hướng bắc nam, một phần của mạng lưới vận tải rộng lớn của Bangkok chuyên chở khoảng 700.000 người mỗi ngày. Số người tử vong liên quan đến tuyến xe buýt số 8 liên tiếp ở mức cao trong những năm gần đây đã dấy lên lời kêu gọi về việc cải tổ, và hiện các công ty mới đang hứa hẹn sẽ cải thiện và thay thế xe buýt bằng xe điện. Thế nhưng, với việc xếp hạng đứng thứ 9 toàn cầu về số người tử vong vì tai nạn giao thông theo Tổ chức Y tế Thế giới, Thống đốc Bangkok Chanchat Sithibun cho biết còn cả một chặng đường dài phía trước phải làm trong việc giải quyết vấn nạn tắc nghẽn giao thông. Đáng chú ý, mới đây, một trong những chiếc xe buýt mới của tuyến số 8 cũng vừa xảy ra va chạm, mặc dù không có ai bị thương. Theo chuyên gia vận tải Thái Lan Sumit Akitikun, vấn đề nằm ở việc các công ty tư nhân thuê mượn quyền tuyến xe buýt này từ cơ quan giao thông vận tải công cộng Bangkok. Dưới sự quản lý của họ, tài xế được chia một phần tiền bán vé cùng với tiền lương. Như vậy, khi mỗi tài xế cố gắng chạy nhanh để có được nhiều hành khách nhất có thể, ngay cả trong công ty, các tài xế cũng đang chạy đua với nhau để có được hành khách. Anh Akisat Sumi, lái xe tuyến số 8 cho biết, thu nhập hàng ngày của anh vào khoảng 150 đến 200 bạt, khoảng 5 đô la Mỹ, và với 10% doanh thu bán vé hàng ngày, anh Akisat nói. Tôi nhận được nhiều tiền thưởng của người dân thông qua 500 tiền bán vé. Vì thế, chúng tôi phải hoàn thành tuyến đường ít nhất 4 lần một ngày thì mới có được tiền sống. Thế nhưng, chuyên gia Sumit tin rằng hành vi như thế này sẽ không còn, cần mới được cải thiện và nâng cấp hệ thống. Ông hy vọng ngành điều hành mới sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc đào tạo lái xe để họ cư xử tốt hơn. Trong khi đó, phủ nhận và bao biện cho những tai tiếng của tuyến buýt số 8, Joachim Kuntisachakun đang cùng gia đình quản lý một trong tuyến xe buýt đã đổ lỗi cho những người bình luận trực tuyến, những người chưa bao giờ sử dụng dịch vụ xe buýt này trước đây. Thế giới giao thông xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại.